Hôm nay là lần đầu tiên mà khoa sơ sinh 2, nói chung là khoa rất là chuyển hóa, được trình bày cái bài này cho toàn thể nhân viên của các nhân viên y tế của bệnh viện mình. Rối loạn chuyển hóa bẩm sinh là một cái phạm trù khá là lớn và cũng rất là phức tạp. Do đó là cái mục tiêu hôm nay thì cố gắng là nói những cái gì, cố gắng là để đơn giản nhất để cho mình sau khi nghe bài này xong thì các anh chị có thể mình thứ nhất là khi mình nói tới rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, ít nhất mình cũng có một cái bức tranh hay là một cái hình ảnh trong đầu mình nói là cái gì. Cái thứ hai nữa là khi mà gặp những cái bệnh này nhập viện thì mình xử trí như thế nào. Cái phần trình bày thì cố gắng nói không biết nói có nhanh được hay không, nhưng mà nó có hai phần. Một là những cái phần tổng quát và thứ hai là những cái ca lâm sàng. Thì về rối loạn chuyển hóa bẩm sinh thì đây là những hình ảnh mà những cái loại bệnh mình đã screening được bằng những cái xét nghiệm mà sàng lọc sơ sinh thì mình thấy là rất là nhiều. Đầu tiên là một cái khái niệm, một cái sơ đồ rối loạn chuyển hóa bẩm sinh là gì. Thì đây là một cái sơ đồ theo Garrod và là một cái sơ đồ gần như kinh điển khi nói đến rối loạn chuyển hóa. Đó là bình thường trong cơ thể khi một cái chất A mình ăn vào trong cơ thể là một cái chất dinh dưỡng, nó bao gồm có đạm, có đường, có lipid. Thì qua những cái quá trình chuyển hóa bình thường nó sẽ ra một cái chất B và cuối cùng là ra một cái chất C. Chất C là cái chất chuyển hóa mà cần thiết cho cơ thể, nghĩa là một cái chất sản phẩm đích của mình. Tuy nhiên vì một cái vấn đề nào đó, một bất thường nào đó mà trong quá trình chuyển hóa từ A đến B đến C, mình thiếu một cái enzyme chuyển hóa, ví dụ thiếu enzyme chuyển hóa đường hay là một cái loại acid amin trong cái chuỗi chuyển hóa đạm, hay là một cái loại enzyme trong cái quá trình beta oxy hóa của acid béo, thì cái hậu quả mình sẽ đưa ra ba hậu quả chính. Hậu quả đầu tiên là cái chất C đáng lẽ phải được chuyển hóa để tạo ra chất C là một cái chất có ích cho cơ thể, thì chất C ở đây không được tạo ra. Đó là cái hậu quả thứ nhất. Cái hậu quả thứ hai đó là cái chất A hoặc là chất B nào đó mình trong quá trình đáng lẽ phải được chuyển hóa để tạo thành chất C thì bây giờ nó không được chuyển hóa và nó ứ trong cơ thể. Có những chất bình thường đối với một cái số lượng bình thường thì nó là một cái chất dinh dưỡng, một cái chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên nếu như một cái số lượng nào đó mà nó vượt quá cái mức nhu cầu bình thường thì lập tức nó trở thành một cái chất gây độc cho cơ thể. Ví dụ lysine là một cái acid amin thiết yếu cho cơ thể. Tuy nhiên lysine cũng lại là một cái chất gây độc thần kinh mà tí nữa mình sẽ trình bày, em sẽ trình bày tiếp. Hậu quả thứ ba, hậu quả nữa là trong quá trình chuyển hóa, ví dụ không tạo ra chất C nhưng lại tạo ra một cái chất DEF nào đó, người ta gọi đó là một cái chất trung gian chuyển hóa. Và chính cái chất trung gian chuyển hóa này là chất gây độc cho cơ thể và gây ra cái bệnh cảnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh. Và một hậu quả cuối cùng, đó là cái hậu quả ví dụ như cái chất C, chất D, chất C của mình, nó là không phải là chất mà nó tham gia vào cái quá trình tạo năng lượng. Thì cái hậu quả tất yếu của cái chuyện mà không có sản xuất ra được C là cơ thể sẽ mất năng lượng và trẻ rơi vào cái cơn sốc giống như sốc mất năng lượng. Này là đặc trưng trong rối loạn chuyển hóa axit béo. Thì về mức độ khoa học á, thì phân loại trước đây thì người ta dùng cái phân loại về cái vị trí xảy ra rối loạn chuyển hóa ở đâu, ví dụ như peroxisome hay là màng tế bào hay là thể Golgi vân vân, nhưng cái này nó chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học và để nghiên cứu. Về mặt lâm sàng thì dựa vào góc độ điều trị và tiên lượng phân loại thành 5 nhóm như sau đây. Và như mình cũng biết là rối loạn chuyển hóa mình sẽ biểu hiện bởi một cái tình trạng cấp cứu hoặc là một cái tình trạng mãn tính ảnh hưởng tới một hay là nhiều cơ quan, có thể kéo dài, hoặc là nếu mà đã là mãn tính thì nó có thể kéo dài và lặp đi lặp lại. Thì cái sơ đồ này nó hơi nhỏ nhưng mà nó tóm lại hết được những cái quá trình, những cái bất thường chuyển hóa nó xảy ra ở vị trí nào thì nó sẽ đưa ra cho mình được một cái loại bệnh. Ví dụ như cái nhánh glycogen tạo ra vô chu trình Krebs của rối loạn chuyển hóa đường chẳng hạn, hoặc là trong cái quá trình chuyển hóa fatty acid đó, thì nó sẽ gây ra cái nhánh mà rối loạn chuyển hóa acid béo tương tự cho cái nhánh rối loạn chuyển hóa protein. Trên lâm sàng thì mình sẽ có 5 nhóm phân loại rối loạn chuyển hóa, nó sẽ là cái cơ bản để cho bác sĩ tiếp cận và bác sĩ tiên lượng cái nhóm bệnh. Cái nhóm đầu tiên đó là rối loạn chuyển hóa dẫn tới tình trạng nhiễm độc cấp tính hoặc là mãn tính. Nhóm này bao gồm gần như hàng loạt những rối loạn chuyển hóa mang cái tên là rối loạn chuyển hóa acid amin, ví dụ MSUD, ví dụ tyrosinemia, hay là PKU là phenylketonuria.
Cái thứ hai là rối loạn chuyển hóa axit hữu cơ niệu. Thứ ba là rối loạn chuyển hóa urinure. Và thứ tư là một số những cái nhóm trong nhánh rối loạn chuyển hóa đường hoặc là axit béo. Tuy nhiên là cái nhánh mà rối loạn chuyển hóa liên quan tới đạm, axit amin, urinure nó nằm rất là nhiều trong cái nhánh này. Và cái nhóm 1 cũng là mục tiêu để bác sĩ lâm sàng mình phải phát hiện sớm và điều trị cấp cứu cho thích hợp thì mới cứu bệnh nhân ra được khỏi cái cơn cấp. Đây cũng là những cái nhóm mà gần như hay gây những cái đột tử, hoặc là trước đây khi mình chưa biết cái khái niệm rối loạn chuyển hóa là gì thì giống như rối loạn chuyển hóa là cái thùng rác á, trẻ nào vào nó sốc sớm hoặc là tử vong rất là nhanh chóng vân vân thì đều cho một cái chẩn đoán không, hoặc là chưa rõ nguyên nhân là gì, có thể cứ cho nó là rối loạn chuyển hóa bởi vì mình đó là nguyên nhân mình chưa tìm được, thì thường nhất là nó sẽ nằm trong cái nhóm 1. Đây là một số những hình ảnh trong textbook về cái nhóm này. Cái nhóm thứ hai đó là rối loạn chuyển hóa liên quan tới sự giảm khả năng dung nạp lúc đói, có nghĩa là trẻ sẽ mất năng lượng nếu trẻ bị nhịn đói. Đặc trưng của nhóm này đó là nguyên cái nhóm rối loạn chuyển hóa axit béo, với cái đặc trưng là cái quá trình beta oxidation của axit béo của cái fatty acid. Và cái chẩn đoán của nó là hạ đường huyết kéo dài cộng với ketone niệu thường là âm tính. Tại sao âm tính thì tí xíu nữa mình sẽ giải thích. Và đồng thời nhóm thứ hai cũng là một nhóm cần phải cấp cứu chuyên sâu, cần phải phát hiện sớm để điều trị thì trẻ mới có cơ hội là vượt qua được cái cấp giai đoạn này. Đây là một số những cái hình ảnh của trẻ. Từ bắt đầu từ nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 thì những cái nhóm này là những cái rối loạn chuyển hóa khá phức tạp, tương ứng với chuyện là chẩn đoán cũng khó, điều trị cũng khó và thậm chí có những bệnh không điều trị được. Ví dụ nhóm 3 đó là nhóm khiếm khuyết dẫn truyền thần kinh, những và hoặc là rối loạn những cái rối loạn liên quan ví dụ như non ketotic hoặc là những rối loạn chuyển hóa serine hoặc là GABA hoặc là pyridoxin. Thì đây là những cái rối loạn chuyển hóa và thường mình sẽ dựa vào cái việc phân tích dịch não tủy, và cái những cái trẻ này thì thường sẽ chậm phát triển tâm thần vận động rất là sớm. Nhóm thứ tư là nhóm rối loạn liên quan tới quá trình sinh tổng hợp và dự trữ các phân tử phức tạp, và một trong những cái nhóm lớn này đó là cái nhóm hiện tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 mình với cùng với Viện Nhi Trung ương là hai bệnh viện duy nhất đang điều trị cái nhóm lysosome storage disease, đó là cái nhóm mà rối loạn dự trữ thể tiêu bào. Đặc trưng của những hiện tại bệnh viện mình đang quản lý 4 bệnh, và cụ thể là 3 bệnh tại vì cái nhóm Fabry là mình không có điều trị, đó là bệnh Pompe, bệnh MBS và bệnh Gaucher. Thì 3 bệnh này nó rải rác ở tất cả những cái khoa lâm sàng, ví dụ bệnh Pompe có thể gặp ở sơ sinh, có thể gặp ở tim mạch bởi vì biểu hiện của nó là bệnh cơ tim phì đại. Cái nhóm bệnh MBS biểu hiện của nó là giảm những cái bất thường về hình thể và cái chậm phát triển tâm thần vận động, cứng cơ xương khớp, có thể gặp ở tiêu hóa, ở thần kinh, ở hô hấp. Và nhóm Gaucher thì biểu hiện ở hệ huyết học là chủ yếu, với biểu hiện gan lách to, tán huyết, thiếu máu vân vân. Thì đó là những cái nhóm bệnh mà nằm ở tất cả những cái khoa lâm sàng ở trong bệnh viện mình. Nhóm này thì cái nhóm lysosome thì có vài thuốc có thể điều trị, tuy nhiên rất đắt tiền. Còn một vài những cái nhánh khác như là peroxisomal hay là những cái steroid gì đó thì một số những cái nhóm bệnh này thì gần như điều trị rất là khó khăn, tiếp cận chẩn đoán cũng đã khó khăn rồi. Đây là hình ảnh một cái bé bệnh POM với cái biểu hiện là bệnh cơ tim phì đại. Đây là hình ảnh bệnh MBS. Và nhóm cuối cùng đó là cái nhóm rối loạn liên quan tới ti lạc thể. Thì nhóm này đặc trưng nó rất hay gặp ở khoa thần kinh của mình. Với những cái nhóm như là MILAS hay là hội chứng Leigh, hoặc là những cái nhóm như là pyruvate carboxylase là liên quan tới chuỗi hô hấp hợp bào, với cái đặc trưng là toan hóa máu kéo dài do tăng axit lactic. Thì nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 và chủ yếu là nhóm 3, nhóm 5 là những nhóm chủ yếu mình dùng điều trị hỗ trợ, chứ không gần như cũng rất hiếm có thể điều trị được trong những cái nhóm này. Do đó là cái mục tiêu của mình phát hiện sớm và điều trị sớm, mình cố gắng làm sao phát hiện sớm và điều trị sớm, đặc biệt là điều trị cấp cứu theo dõi ở nhóm 1 và nhóm 2. Thì đó là phân loại về loại lâm sàng ở 5 cái nhóm của rối loạn chuyển hóa. Về mặt chẩn đoán thì mục tiêu của mình là không bỏ sót một cái bệnh lý rối loạn chuyển hóa nào có thể điều trị được, và mục tiêu ở đây của mình cố gắng tập trung vào 2 cái nhóm đầu tiên. Thì hai nhóm này rõ ràng ở trong giai đoạn sơ sinh hay là giai đoạn trẻ lớn thì cái triệu chứng của nó không có đặc trưng cho rối loạn chuyển hóa, mà ví dụ như ở sơ sinh nó có thể nhầm với một tình trạng nhiễm trùng huyết hay là sốc nhiễm trùng hay một cái tình trạng sinh ngạt nặng.
trẻ bú kém, bỏ bú, giảm trương lực cơ, bất thường hô hấp, những cái bệnh cảnh não tiến triển, hoặc là những cái giai đoạn trẻ lớn thì mình trẻ có thể nôn chu kỳ, kéo đi kéo lại, hoặc là những cái hạn như là stroke like gặp ở trong MELAS, hoặc những cái đợt suy gan, suy thận cấp, bệnh lý cơ tim, hoặc những cái bệnh lý não mà mình không tìm được nguyên nhân, thì nên để cái chẩn đoán rối loạn chuyển hóa là một chẩn đoán mà mình cần phải tìm nguyên nhân để mà xác định chẩn đoán. Ví dụ như ở những cái trẻ bệnh nặng, và đặc biệt là ở những trẻ bệnh nặng, thì mình nên để rối loạn chuyển hóa bẩm sinh phải được nghĩ tới là một chẩn đoán phân biệt. Có nghĩ tới nó thì mới xét nghiệm và mới điều trị được cái bệnh này. Bởi vì rối loạn chuyển hóa khi mình không làm xét nghiệm tới nó, mình không nghĩ, mình không làm xét nghiệm thì chắc chắn không bao giờ tiếp cận được, có nghĩa là không chẩn đoán ra được cái bệnh này. Ví dụ như ở những cái trẻ sơ sinh mà bị bệnh lý nó nặng lên quá mức, hoặc là bệnh cấp tính quá nhanh sau một cái chu kỳ thai kỳ bình thường, hoặc là diễn tiến rất nhanh, xấu đi rất nhanh sau một cái cử bú bầu tiên. Cử bú này có thể là bú mẹ hay là bú bình. Không có nghĩa là bú mẹ thì trẻ không bị, mà bú bình trẻ bú mẹ thì trẻ không bị, bú bình trẻ mới bị. Cử bú đây là bú sữa công thức hay là bú mẹ đều có thể khởi phát một cơn cấp của rối loạn chuyển hóa. Cái thứ hai là đối với những cái trẻ có bệnh lý não cấp tính, đặc biệt là những cái triệu chứng biểu hiện trước đó có những cái biểu hiện như là nôn ói chẳng hạn, hoặc là trẻ này nhịn đói và vô những cái bệnh cảnh lý não cấp tính, thì mình phải đặc biệt lưu ý là có rối loạn chuyển hóa hay không. Hoặc là những cái dấu hiệu như là những cái đợt mãn tính, như mình nói lúc nãy là bú kém, nôn, hoặc là vàng da kéo dài, hoặc là những cái nôn chu kỳ, ói chu kỳ, những cái hạ đường huyết kéo dài, toan chuyển hóa kéo dài, những đợt suy gan cấp vân vân, thì nên là phải nghĩ tới rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là hai nhóm 1 và 2. Về mặt tiền căn thì có những cái đặc điểm rối loạn chuyển hóa mà đối khi nói tới tiền căn thì mình phải lưu ý là có thể bé này rối loạn chuyển hóa hay không. Ví dụ như trẻ này tử vong, đã có những cái anh chị em ruột tử vong trong cái giai đoạn sơ sinh, hoặc là nhũ nhi, đặc biệt là đột tử, tử vong mà nguyên nhân đột tử thì mình nên nghĩ tới là ở trẻ này có rối loạn chuyển hóa hay không. Hoặc là những cái rối loạn không chậm phát triển tâm thần vận động ở một loạt những cái anh chị em trong gia đình, có thể nó không tử vong nhưng nó chậm phát triển tâm thần vận động, thì cũng phải nên nghĩ tới cái chẩn đoán ở những cái lứa, những cái chẩn đoán ở nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 rất hay gặp. Hoặc là những cái giống như lúc nãy nói là có những cái khoảng thời gian không triệu chứng ở trẻ sơ sinh, sau đó vào cái cơn cấp rất là nhiều. Và một cái triệu chứng đặc biệt nữa đó là xuất hiện những cái mùi bất thường trong cơ thể. Ví dụ như cái mùi MSUD là mùi đường cháy trong cái rối loạn chuyển hóa axit béo chủ nhánh lysine, valin và isoleucine, hay mùi tấp thối trong isovaleric acid. Tấp thối hay là mùi rõ, nói cho nó ấy hơn, đó là mùi chuột chết đó. Rất là nhiều bạn trong khoa sơ sinh mình cũng đã nghe cái được cái mùi này, hoặc là mùi bẩm mốc ở trong PKU là phenin ketonil. Về xét nghiệm thì mình đối với bi lăng chuyển hóa cơ bản tại bệnh viện mình thì mình làm gì, và không phải tại bệnh viện mình không, đây là những xét nghiệm chuyển hóa cơ bản mà bệnh viện tuyến cuối như bệnh viện mình đều làm được. Là 5 câu hỏi về mặt cận lâm sàng mình cần phải trả lời, đó là gì? Thứ nhất, trẻ này có toan chuyển hóa hay không? Thứ hai, trẻ này có hạ đường huyết hay không? Thứ ba, đối với ketone thì trẻ này ketone máu, ketone niệu có dương hay không? Thứ tư, NH3 máu có tăng hay không? Và cuối cùng là có tăng lactate máu hay không? Thì mình phải làm 5 cái xét nghiệm chẩn đoán cơ bản này, ít nhất mình có một cái chẩn đoán sơ bộ, một cái cách nhìn sơ bộ về cái bệnh này có rối loạn chuyển hóa hay không, và nếu rối loạn chuyển hóa thì ở cái loại nào. Thì đây là những cái xét nghiệm chuyển hóa cơ bản như là NH3 máu, glucose, lactate, khí máu và ketone niệu ha. Ngoài ra, đặc biệt là với sơ sinh thì mình không quên làm những cái bi lăng nhiễm trùng, những cái điện giải đồ, chức năng gan thận, bởi vì trẻ nhập viện ngoài chuyện rối loạn chuyển hóa, bởi vì rối loạn chuyển hóa là một cái bệnh hiếm, mình cần phải chẩn đoán cho ra trẻ này có những nguyên nhân nhiễm trùng, có những cái nguyên nhân gì khác mà làm cho trẻ nặng hơn, trước khi mình nghĩ, mình cứ xăm nó nghĩ là nó rối loạn chuyển hóa thì chắc chắn là cái bi lăng mà nhiễm trùng, những cái bi lăng về chức năng gan thận, đông máu thần bộ vân vân thì mình đều phải làm. Ở dưới đây thì có một vài những cái lưu ý khi mình gửi xét nghiệm. Đối với rối loạn chuyển hóa, thứ nhất là mình nhắc lại một số những cái chỉ số, ví dụ như trẻ sơ sinh nghi ngờ rối loạn chuyển hóa khi NH3 trên 200. Đối với ngoài lứa tuổi sơ sinh và đặc biệt là ngoài lứa tuổi nhũ nhi thì nghi ngờ rối loạn chuyển hóa
trên khi NH3 trên 100 hay đặc biệt là 150, người ta có thể lấy cái cutoff là 150 micromol trên lít. Toan chuyển hóa trong rối loạn chuyển hóa đó là toan chuyển hóa tăng anion gap, không phải là anion gap bình thường hoặc là giảm. Ví dụ những cái trường hợp mà toan hóa ống thận nó cũng toan rất nhiều, có những đứa vô 7.0, pH 7.0 nhưng anion gap bình thường, mình cũng nghĩ rối loạn chuyển hóa trong những cái trường hợp này. Và lắc tách máu thì nếu như được thì cố gắng làm luôn cái lắc tách máu trong dịch não tủy. Đối với rối loạn chuyển hóa ti lập thể thì lắc tách máu nó không có tăng quá thấp, có thể tăng khoảng trên 10 thậm chí là 20 milimol trên lít luôn đối với những cái đứa mà lắc tách máu có liên quan tới rối loạn chuyển hóa. Nhóm 5 là ti lập thể. Đối với những cái xét nghiệm, đây là những xét nghiệm cơ bản. Còn sau khi những cái xét nghiệm cơ bản mà mình đã định hướng đó là rối loạn chuyển hóa rồi thì mình phải làm những cái xét nghiệm mang ý nghĩa là xét nghiệm chuyên sâu về rối loạn chuyển hóa. Đó là xét nghiệm về bio, mình gửi cái MSMS, gửi mẫu giấy thấm khô để làm xét nghiệm MSMS, profile acin carnitine và làm cái profile amino acid. Hiện tại thì mình có hai nơi để gửi, đó là cái công ty Bionet và Viện Nhi Trung ương, thì cái giá nó cũng tương đương với nhau. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ phải gửi 20 lít nước tủy tươi để mình làm cái GCMS nước tiểu trong trường hợp mình nghi ngờ đó là rối loạn chuyển hóa axit hữu cơ niệu. Và đối với những cái trường hợp mà nghi ngờ rối loạn chuyển hóa axit amin trong cái nhánh rối loạn chuyển hóa đạm á, thì có một cái xét nghiệm nữa là mình phải gửi mẫu máu tươi để mình làm cái xét nghiệm axit amin trong huyết thanh. Thì đây là những cái sơ đồ tiếp cận, mình có rất là nhiều cái cách tiếp cận, nhưng mình có thể tiếp cận bằng cái chuyện là toan chuyển hóa, có ketosis. Ketosis là ketone máu á, có thể đi từ cái nhánh là có toan chuyển hóa anion gap tăng cộng với ketosis, rồi sau đó là mình đi cái nhánh có đường huyết tăng hay đường huyết bình thường hay đường huyết giảm. Thì cái này các anh chị tham khảo thêm ha, tại vì đây cũng là một cái nhánh mà bác sĩ hay sử dụng để mình phân tích xem là cái đứa này nó có rối loạn chuyển hóa và nếu rối loạn chuyển hóa thì nó nằm ở cái nhánh nào. Thì đây cũng là một trong những cái sơ đồ mà mình thấy là ví dụ rối loạn chuyển hóa chu trình ure, cái đặc trưng của nó phải là NH3 tăng rất là cao, thậm chí có lúc mà tăng lên cả 1000, cả 2000. Rối loạn chuyển hóa axit hữu cơ niệu thì phải có toan chuyển hóa tăng anion gap, có tăng NH3 máu và ketone có thể cộng trừ. Cái nhóm rối loạn chuyển hóa amino acid, ví dụ MSUD hay PKU thì hoàn toàn nó không có cái gì quá đặc hiệu. Rồi ví dụ rối loạn chuyển hóa acid béo thì mình phải có hạ đường huyết là cái dấu hiệu quan trọng và ketone âm. Thì đây là những cái nhánh, những cái loại bệnh trong cái phân nhóm của rối loạn chuyển hóa. Đưa lên đây để mình thấy là nó rất nhiều loại bệnh, đây là những cái bệnh hay gặp thôi. Và gần như là bệnh viện mình gặp cũng khá là đầy đủ những cái nhóm bệnh này. Về điều trị thì điều trị cấp cứu có những cái bước sau đây. Thứ nhất đó là những cái bước xét nghiệm cấp cứu cơ bản và những cái xử trí ban đầu. Chắc chắn là đầu tiên mình phải thiết lập đường truyền tĩnh mạch để thu thập cái bệnh phẩm máu, xét nghiệm cấp cứu. Giống như lúc nãy mình nói là làm cho bi lăng nhiễm trùng, làm bi lăng chuyển hóa cơ bản. Và đồng thời mình cũng nên bảo quản những cái máu hoặc là huyết tương để mình có thể mình làm những cái bi lăng chuyển hóa chuyên sâu. Tại vì có thể diễn tiến bệnh nhân nó nặng hoặc lúc đó mình có truyền máu vân vân thì có thể mình sẽ giữ lại một cái mẫu máu trước khi mình đã can thiệp. Thứ hai là mình cũng kiểm tra mẫu nước tiểu và đồng thời mình cũng bảo quản, mình cũng xem cái mùi sắc, cái màu sắc, mùi vị, những cái màu sắc của nước, cái mùi của nước tiểu để xem có những cái dấu chứng nào mà nó là rối loạn chuyển hóa đặc trưng hay không. Một nguyên tắc thứ ba đó là mình phải tạm ngừng ăn tất cả các chất có xu hướng gây độc. Thường nhất đối với trẻ sơ sinh là gần như mình chỉ cho có ăn đường miệng đi chăng nữa thì chỉ ăn đường thôi. Và gần như mình sẽ cho nhịn ăn tất cả những cái đứa mình nghi là rối loạn chuyển hóa. Thời gian nhịn ăn trong vòng từ 24 tiếng cho tới 72 tiếng, không có quá 72 giờ trẻ nhịn ăn. Truyền đường, lập tức truyền cái truyền dung dịch, đây là truyền dung dịch đường glucose 10%, có thể cái tốc độ mình khá là cao, đặc biệt là đối với trẻ sinh non, thì khi mà 150ml bạc ký một ngày, để giữ được cái VG là tốc độ truyền đường khoảng 10-12mg bạc ký phút, và nhớ lưu ý là có bổ sung điện giải thích hợp. Đối với trẻ sơ sinh thì có một cái lưu ý nhỏ ở đây, nếu như trẻ này có
cũng khá nhiều trẻ nó sẽ bị tăng đường huyết nếu mình giữ với cái tốc độ truyền đường như thế này. Thì không chỉ sơ sinh đâu, những cái đứa mà mình nghĩ nó là rối loạn chuyển hóa, mình truyền cái này mình vẫn giữ dùm cái tốc độ này, và nếu như có tăng đường huyết thì có chỉ định sử dụng insulin để làm hạ đường huyết. Mục tiêu làm sao mình phải giữ được cái tốc độ truyền đường như vậy. Ví dụ trẻ có rối loạn chuyển hóa axit béo thì mình vẫn còn giữ được, cung cấp đủ năng lượng, còn nếu không mình không thể nào kéo ra được. Mình truyền nói là em vẫn nhịn ăn, em vẫn truyền đường, nhưng truyền với cái tốc độ rất là thấp, có khoảng dưới 100 ml bạc ký một ngày, khoảng 6-7 mg bạc ký phút, thì rất không thể nào kéo ra được cái cân cấp của rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là đối với cái nhóm mà rối loạn chuyển hóa axit béo. Nếu như mình làm được tất cả, bệnh viện mình thì làm được tất cả những cái xét nghiệm mà cơ bản, và cố gắng xin cái xét nghiệm cấp cứu, đặc biệt là những cái xét nghiệm NH3 và toan chuyển hóa, toan máu và keto máu, là những cái xét nghiệm mà mình đang định hướng có rối loạn chuyển hóa hay không, và nếu có thì nó nằm ở cái nhóm nào. Về bước thứ hai là bước mà khi mình đã có những cái xét nghiệm chẩn đoán ban đầu, ví dụ mình đã có đủ tiêu chuẩn là trẻ này có hạ đường huyết hay không, trẻ này có tăng NH3 máu, trẻ này có toan chuyển hóa, có tăng lactate, có bệnh lý gan vân vân, thì lúc này mình sẽ điều trị theo cái bất thường chính của trẻ. Ví dụ trẻ vào vì tăng NH3 máu thì mục tiêu của mình sẽ phải là hạ NH3 máu, giảm NH3 máu bằng mọi cách. Cái cách ở đây có thể là mình có thể lọc máu, có thể đối với sơ sinh mình có thể thay máu hay là thẩm phân phúc mạc. Thứ hai này là một số những cái thuốc mà làm giảm NH3 máu tại bệnh viện mình có, ví dụ như natri benzoate, trước đây mình có natri phenylbutyrate luôn. Natri benzoate hiện tại mình đã vào cái phác đồ nội, nó trong có trong phác đồ và thuốc trong nội viện mình cũng đã có. Có khoảng 2 tháng nay. Và cuối cùng là khi mình vẫn nghĩ tới có bất thường, cứ một cái bất thường nào trong cái xét nghiệm rối loạn chuyển hóa bẩm sinh cơ bản, thì mình sẽ có chỉ định để làm cái xét nghiệm mà mẫu giấy thấm khô, cụ thể là gửi làm cái MSMS và mẫu nước tiểu làm GCMS để mình chẩn đoán bé này có, mình screen lại, mình xem lại là bé này nó có rối loạn chuyển hóa là loại gì. Đây là những cái thuốc sử dụng trong cấp cứu ha. Những cái thuốc này tương đối là nó hơi riêng dành cho cái nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa, ví dụ như L-carnitine, ví dụ L-arginine, natri benzoate vân vân. Có B12, có vitamin BH, vitamin H, B2, B6 vân vân, thì tùy cái loại bệnh mình nghĩ là cái gì mà mình sẽ có chỉ định từng cái loại. Thì đây là một số những cái cơ chế rất là ngắn thôi. Tại sao tăng NH3 máu mà mình có thể giảm bằng việc là mình sẽ thục tháo cái lactulose ha? Tại vì đó là một cái loại đường mà nó không có thẩm thấu. Thì khi mà lactulose nó vào thì cái axit lactic ở trong cái ruột đó, nó sẽ làm giảm, khi mà đưa lactulose vào thì nó sẽ làm giảm cái pH ở trong lòng ruột. Và chính cái pH này nó sẽ làm giảm cái chuyện là hấp thu NH3 và tạo ra cái chuyện NH3 nó thành ra là NH4+ và nó thải ra qua phân. Đó là cái cơ chế mà tại sao mình thục tháo ha, trong điều trị tăng NH3 máu. Ngoài ra là tại sao mình cũng vẫn có thể dùng kháng sinh, ví dụ như neomycin hoặc là một số những cái loại kháng sinh, thì mình sẽ làm giảm cái NH3 máu sinh ra bởi những cái vi khuẩn chí đường ruột, những cái vi khuẩn đường ruột tồn tại trong, nó vẫn sinh ra một cái lượng NH3 cố định nào đó, và chính cái kháng sinh này có thể làm giảm, nó không sẽ làm giảm NH3 toàn bộ, nhưng nó làm giảm cái nguồn sinh ra NH3 đang rất là cần thiết phải làm giảm. Tương tự như những cái thuốc benzoate hay là phenylbutyrate, thì đây là những cái thuốc mà nó gần như giống như là nó cạnh tranh với cái chuyện là gắn những cái amino acid với glycine và glutamine, và nó sẽ chuyển hóa những cái chất mà NH3 máu thành những NH4 và ra ngoài qua nước tiểu. Thì đây là những cái cơ chế mà tương đối là tại sao mình phải dùng những cái này trong điều trị NH3 máu. Và cuối cùng là một cái vai trò quan trọng, trước đây thì hiện tại thì vai trò xét nghiệm gen thì trong rất là nhiều bệnh rồi và không có loại trừ trong cái rối loạn chuyển hóa. Đây cũng là một cái tiêu chuẩn vàng chẩn đoán có loại nguyên cái loại đó là loại gì, nếu như xét nghiệm gen của mình là dương tính. Tuy nhiên không phải là xét nghiệm gen âm tính là mình loại trừ cái bệnh đó, có thể trong cái xét nghiệm, cái loại xét nghiệm mình chỉ làm có 4.500 gen gây bệnh chẳng hạn, là mình làm
không có phát hiện ra các gen gây bệnh ở cái nhóm gen mà mình phát hiện. Nếu như có dương tính thì đó là một cái tiêu chuẩn mà rất là quý để mình chẩn đoán cái loại, nhưng không phải là không có, mình làm xét nghiệm gen âm tính là mình lại loại trừ hết. Thì đây là những cái nhóm sữa mà dành riêng cho cái nhóm rối loạn chuyển hóa nhóm 1 mà hiện tại Bệnh viện Nhi đồng 1 đang với lại khoa dinh dưỡng đang cố gắng. Ở đây rất là nhiều những bạn của tiết chế thì các bạn rất là quen với cái nhóm những cái sữa này. Trong đó có những cái sữa như là non protein hay những nhóm BCAD là dành riêng cho MSUD, và sữa OA là sữa dành riêng cho cái nhóm mà MMA là methylmalonic acid. Thì gần như là bệnh viện mình cũng đang cố gắng để có hết những cái loại sữa này cho bệnh nhân. Đây là một cái bản hướng dẫn dinh dưỡng mà dùng cho bác sĩ của rối loạn chuyển hóa. Đây cũng là một cái sáng kiến cải tiến của khoa của trong năm vừa rồi đó. Thì cũng dùng luôn cho dinh dưỡng, có nghĩa là mình sẽ có trong cái mình sẽ biết chẳng hạn như MSUD chẳng hạn hoặc là axit hữu cơ niệu thì mình sẽ cần tiết chế cái loại axit amin nào, ví dụ isoleucine, lysine, valine chẳng hạn, ở cái mức nào, và trong cái sữa đó nó có những cái loại có 5 gram sữa, nó nghĩa là một muỗng sữa đó có bao nhiêu cái lượng isoleucine, lysine, valine, thì bác sĩ lâm sàng mình có thể thiết kế chế độ ăn đầu tiên cho trẻ cũng như là khi trẻ tái khám. Này là chỉ là một bản thôi, mình sẽ có khoảng cả chục bản giống tương tự như thế này. Thì cuối cùng đối với rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, cái cách tiếp cận mà là gì? Thứ nhất là phải chẩn đoán cho bằng được, bằng cách là mình sẽ phải nghĩ tới nó thì mình mới chẩn đoán được nó. Khi nghĩ rồi, cái chuyện điều trị cấp cứu qua khỏi cơn cấp để cho trẻ có thể qua được cái cơn cấp rối loạn chuyển hóa rất quan trọng. Và sau khi trẻ được qua cơn cấp rồi thì cái chuyện là mình sẽ phải duy trì chế độ ăn cho trẻ hoặc là cung cấp những cái thuốc mà điều trị rối loạn chuyển hóa phù hợp với cái loại bệnh của trẻ rất quan trọng. Và cuối cùng thì để đạt được cái chuyện này thì trẻ mới ít nhất là về được, bắt kịp được cái cuộc sống như là một đứa trẻ bình thường. Trẻ vừa khỏe mạnh và trẻ phải là happy nữa. Nghĩa là không phải là trẻ chỉ sống không, mà sống phải có cái chất lượng cuộc sống